For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý. Hà Thanh Xuân lần đầu về nước sau khi chia tay vua cá coi. Hà Thanh Xuân từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình, chạy show sau 4 tháng thông báo khép lại hôn nhân với đại gia Thắng Ngô. Ca sĩ có mặt tại Hà Nội vào hôm 19 tháng 1, sau đó bay vào thành phố Hồ Chí Minh tham gia các đêm nhạc. Cô góp mặt trong chương trình tri ân tại một phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều giọng ca như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Nam Cường. Trước đó Hà Thanh Xuân kịp dạo phố ngắm cảnh ở nhà thờ lớn, tận hưởng mùa đông miền Bắc. Cô tỏ ra lạc quan, vui vẻ, cười tươi trong các bức ảnh chia sẻ trên trang cá nhân. Được khán giả hỏi thăm về cuộc sống, lịch trình biểu diễn, ca sĩ cởi mở, trả lời thay vì hạn chế tương tác như trước đây. Cô chia sẻ lịch chạy show kéo dài đến hết Tết Nguyên đán ở nhiều nơi như Mỹ, Thụy Sĩ, Anh. Nhiều người hâm mộ bình luận Hà Thanh Xuân tươi trẻ, xinh đẹp và tinh thần ổn định sau khi chia tay. Việc cô tập trung vào âm nhạc, chăm đi diễn và liên tục ra sản phẩm cũng khiến họ cảm thấy hài lòng. Gần 2 năm qua, Hà Thanh Xuân ở Mỹ, cô cho biết về Mỹ ngay sau đám cưới với doanh nhân Thắng Ngô hồi tháng 5 năm 2022. Khoảng tháng 9 năm 2023, ca sĩ bất ngờ thông báo khép lại hôn nhân ngắn ngủi vì vỡ mộng và nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải. Người đẹp nhấn mạnh, vợ chồng cô chưa đăng ký kết hôn, đã ly thân được 1 năm trước khi tuyên bố đường ai nấy đi. Hà Thanh Xuân cũng cho biết giai đoạn này cô bị trầm cảm vì những áp lực từ dư luận. Tôi thu mình lại, không dám đọc bất cứ bình luận nào trên mạng xã hội. Cô cho biết, về phía Thắng Ngô, anh chưa một lần xác nhận chuyện chia tay. Sau khi Hà Thanh Xuân nói khép lại mối quan hệ, anh sống một mình ở Việt Nam, tập trung vào việc chăm sóc cá coi và thỉnh thoảng giao bán bất động sản. Hà Thanh Xuân sinh năm 1988 ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng đoạt giải tư cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Hoạt động nghệ thuật trong nước một thời gian, cô sang Mỹ định cư năm 2010 và chuyển hướng hát dòng nhạc bolero, diễn hài kịch. Trước đó, Hà Thanh Xuân cũng thường xuyên bày tỏ tâm trạng buồn bã trên trang cá nhân. Cô từng viết, có nhiều người nói chẳng bao giờ thấy Xuân buồn, lúc nào cũng tươi cười. Thật sự, những lúc buồn nhất, Xuân sẽ chọn im lặng và ngồi thiền. Khi ổn, Xuân sẽ xuất hiện trước mọi người vì tôi đã học được cách yêu thương bản thân. Xuân lúc nào cũng muốn đem năng lượng tích cực đến với mọi người. Muốn làm được điều đó thì tôi phải ổn đã. Ca sĩ Hà Thanh Xuân chia sẻ, hiện tại ưu tiên của cô chính là âm nhạc và khán giả. Nữ ca sĩ hy vọng người hâm mộ vẫn yêu thương, tôn trọng chuyện riêng tư của cô, nhất là sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân vừa qua. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.